10 xe bán chạy nhất tháng 10 năm 2022. Forerunner tiếp tục giữ tăng trưởng vững chắc sau khi giới thiệu thế hệ mới. Forerunner đã vươn lên dẫn đầu danh sách ô tô bán chạy nhất tháng 10 năm 2022 với 2.394 chiếc, tăng 39% doanh số so với tháng trước đó. Điều này gây bất ngờ lớn khi hàng loạt các mẫu xe bán chạy những tháng trước đây đang giảm doanh số hoặc duy trì đà tăng trưởng yếu. Forerunner đã được chuyển về lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2021 gồm các phiên bản XL, XLS, NTD và VLDTRAK với giá bán dao động từ 659 đến 965 triệu đồng. Thế hệ mới của Forerunner với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ giúp Forerunner tiếp tục tạo được sức hút trên thị trường. Toyota Vios. Mẫu sedan hạng B của Toyota đạt doanh số 2.197 xe, giảm 196 xe so với tháng 9 năm 2022. Kết quả này chỉ giúp Vios CF vị trí thứ 2 trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng thị trường Việt Nam tháng 10 năm 2022. Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng một phiên bản đặc biệt Vios GRS so với trước đây. Vios 2021 được trang bị động cơ 1.5 lít, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Giá bán của mẫu xe này đang dao động từ 478 đến 638 triệu đồng. Toyota Corolla Cross. So với tháng 9 năm 2022, doanh số bán Toyota Corolla Cross đạt 2.089 xe, tăng 970 xe. Kết quả này giúp Toyota Corolla Cross vươn lên vị trí thứ 3. Thiết kế thời trang, hiện đại cùng khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm là những yếu tố giúp Corolla Cross hút khách Việt. Mẫu crossover 5 chỗ này hiện có giá bán từ 746 đến 936 triệu đồng. Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8 năm 2020 và trở thành mẫu xe mới thành công bậc nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Toyota Corolla Cross có 3 phiên bản, trong đó có cả bản hybrid, tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan. Hyundai Creta. Hyundai Creta tiếp tục đà tăng trưởng với 1.979 xe bán ra trong tháng 10 năm 2022, tăng 14,1% so với tháng 9 và trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng vừa qua. Nguồn cung dồi dào cùng với sức hút của xe nhập khẩu nhiều trang bị, tính năng cùng chính sách ưu đãi từ đại lý, giúp doanh số Hyundai Creta đạt mức ấn tượng. Hiện tại, tất cả phiên bản Hyundai Creta phân phối tại Việt Nam đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Ở thị trường Việt Nam, Hyundai Creta hiện cạnh tranh với nhiều đối thủ sừng sỏ như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross. Hyundai Accent. Hyundai Accent đến mẫu xe vốn dẫn đầu doanh số tháng 9 năm 2022 đã bất ngờ giảm mạnh xuống chỉ còn 1.905 chiếc và tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng xe bán chạy tháng 10 năm 2022. Hyundai Accent nằm trong phân khúc sedan hạng B có 4 phiên bản với giá bán dao động từ 426 đến 542 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny, Kia Soluto, Mitsubishi TTR-AGE, Suzuki CIRS, Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander không còn giữ được đà tăng trưởng doanh số. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng tiêu thụ mẫu MPV này sụt giảm, với 1.644 xe bán ra trong tháng 10 năm 2022, giảm 772 xe so với tháng trước đó. Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp 2022 mới được ra mắt vào ngày 13 tháng 6 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, Ad Premium và Xpander Cross. Giá bán của Xpander 2022 dao động từ 555 đến 688 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất 103 mã lực. Toyota Veloz Cross. Bất chấp việc Toyota liên tục tăng giá bán, Veloz Cross vẫn cho thấy sức hút tại thị trường Việt Nam. Doanh số bán mẫu xe này đạt 1.596 xe trong tháng 10 năm 2022, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Veloz Cross được giới thiệu với hai phiên bản là CVT và Top. Toyota Veloz Cross hiện có giá bán từ 658 đến 698 triệu đồng. Từ tháng 12 năm nay, Toyota Veloz Cross sẽ chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp tại Việt Nam. Ford Everest. Cùng với Ranger, Everest là hai đại diện của Ford góp mặt trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng 10 năm 2022. Doanh số bán Ford Everest trong tháng 10 năm 2022 đạt 1.289 xe, tăng 490 xe so với tháng trước đó. Ford Everest thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam vào THNG7 với 4 phiên bản, 3 tùy chọn AMB INTR, Sport, Titanium. Thế hệ mới với nhiều thay đổi đột phá về thiết kế, công nghệ giúp Everest tạo sức hút tại Việt Nam.
Forever 2022 được phân phối chính hãng với giá bán 1 tỷ 99 triệu đến 1 tỷ 452 triệu đồng. Mazda 3 là mẫu ô tô bán chạy nhất của thương hiệu Mazda trong tháng 10 năm 2022 với doanh số 1.139 xe. So với tháng trước, mẫu xe này tăng trưởng doanh số 122%. Thành tích tăng trưởng doanh số kể trên xuất phát từ việc từ giữa tháng 10, hầu hết các mẫu xe Mazda đều được ưu đãi mạnh. Trong đó, Mazda 3 và 6 được hỗ trợ giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, cao nhất lên tới 110 triệu đồng. Mazda 3 hiện có hai biến thể sedan và hatchback với giá bán từ 669 đến 789 triệu đồng. Kia Seltos. Kia Seltos đánh dấu sự trở lại top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10 năm 2022 với 1.104 xe bán ra, tăng 278 xe so với tháng 9 năm 2022. Kia Seltos sở hữu thiết kế hiện đại, được lấy ý tưởng thiết kế từ mẫu concept Kia SP2 và là dòng xe crossover 5 chỗ cỡ nhỏ hạng B. Kia Seltos hiện đang được trưởng Hải Thaco Auto lắp ráp, phân phối với giá từ 639 đến 759 triệu đồng.